Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng B sedan đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc ạ. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 phiên bản số tự động. Chiếc xe được đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 6.200 km rồi các bạn nhé. Chiếc xe này full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Ở cái phiên bản 1.4 số tự động như chiếc xe này đây thì Hyundai cũng đã trang bị đầy đủ các option cho chiếc xe này. Đó chính là khóa thông minh, đè nổ start stop, rồi đèn pha bi xenon đông, đèn led ban ngày, đèn gầm cũng là đèn bi, camera lùi, cảm biến lùi, màn hình giải trí thông tin đa phương tiện, đầy đủ hết cho một chiếc xe số tự động được rồi quý vị bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai số tự động 1.4 số tự động 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.